Bà, alo, bạn chuẩn bị xuống. Alo, cho mình được chưa? Bà chuẩn bị xuống. Chui chui, bóng sẽ chui, mình phải xa hai lưu cho năng tích thiệt bà này bóng. Bà đợi đợi xong lấy năng tích nè. Bà, alo, bà, ôn sẽ lưu tế. Cha lấy. Bà, bóng ở lấy nên bẹ cát đây tế bóng. Ất nên bẹ cát rồi. Bà, bà lưu, lưu cho bà hỏi nè. Bạn bà chị đồng bóng đấy khi bạn xong ạ đình nhà nó xong phía ôn sợi tích ôn sợi bạn chị tệ để chuôn rồi bọc cơm hôn ABC chăng đấy bà ấy chị đồng bóng xong ôn sợi chui prap chmu hay nâng tì tăng để ôn rùa nâu và ôn rùa nâu tà nạ đấy ồ, chúng mình là ưa sầm pho chẳng nè. Bà nữ khang bằng rèn, nữ khang bạch đầm bong. Bà ấy chia đầm bong ní chẳng khi bạn xong ảnh à nhạt xuống ôn sầy tích nè. Lưu thập ôn sầy chia tệ đi chốt bọc cơm hôn ABC. Ấy ôn sầy miên bánh hà sô cục hiệp. Chẳng xuống bị rương sô cục hiệp nâng ôn sầy miên bánh hà dòng mạch đá. Bánh hà bánh nhóm cho tôi đầm bong thì nhưng mà nhà cả lại thì con người đặt bao nhiêu lắm còn nhân tại cô mới tới bà từ hai đi tết và tạo nhân xa nhiều lắm nhưng mà đồng tiền thật trắng dân chư sụt đòn đó ấy đào từ eco mới tới về thà miền kỳ tật dân á chư đang khăng đấy bốn chư khăng đấy chứ thì mình chỉ cần ở dân chỉ đã trom để được hạt đó tôi em xa tới mình có con xa về đồng khang để được đó mình khăng phẩm an phần ở đôi thầu về đồng khang đây chẳng đấy bà thấy khang vừa chia sạp pe nó kể ao dục bao chẳng mấy đâu pe để kể bàn phần đất đâu khơi thập ôn miền bành hà kỳ sơn đòn nắng kể ao dục bao dân xa kể miền nam cùng gặp dịp bay tế toàn xa về đồng chỉ chặt hàng là trong mát thì đẹp đẹp ở dưới cái phát mình chẳng phải tốt mà mình tới gì nhưng mà lì bạc thì thò mà đàn tới những chất nha bởi sự bị dưỡng khi hay khi mình chẳng chìa bài chẳng chỉ dạng chứ ai ai bà thà mình chẳng bạch việc cắt ấy thì dưỡng ai lịp nằm lịp ấy chẳng từ về thu thòi chư nế dạ khi mình được nằm cắt lên thòi bà nằm biên bàn bà tôi đến khi chạm miền ban lệp tháng năm ấy thì cả long màu nắng chỉ mùi vừa chia sạp bền nắng ắt ban prà tháng năm mới thôi ắt ban prà ấy thì cả là ban tàu biển đất đấy nè bà ấy chụp bùa hờ cầm hôn ABC ôn giang mách ban màu tầm đẹp tầm nông chỉ mùi nắng cầm hôn ABC hay ban prà biển đất phải ôn tam địa dạ này nó mới được có tam địa ấy tam địa luôn ấy trong rồi em tạm biệt video ở bà tam là dạ sẽ đọc một chút video FM nè xoay vô đây luôn anh bà sẽ đọc tới lưu số cầm vị thi dừng đi dây về riêng sọc của phim của chạp ở rộm nè bà để lọ đây bà đăng bò đầm miền đi dây bì ca sẽ đọc nâng ban từ tuôn bò đầm miền vô chỗ bà liềm hỡi còn chơi từ cầm hôn chiều vô bình lịch phong tài mà đón rồi còn đâu dù đã cha mình dùng mà máy nhưng đạp cùng bộ mình hà qua là tập kho giờ đang tìm là tập kho để cha ra hái cho tính ra liền thành tựu bà đó chẳng tấp ôn còn chơi từ tình đầu khang bắt đầu bón chẳng á cha bà ai chung pua ca chiêu bật lật tập hòa năng phổn từ bị cua chìm muối năng nhẹ chìm niên nơi tận năng nè ai bật lật tập hòa ấy để phổn chập đam prà môn kỳ nóng nhôm chập đam prà môn kế như spirulina maca spirulina maca năng tem mặt đong chẳng đấy dạ bà thầy phổn sầm ra chất prà spirulina maca năng đầu chưa chẹt rứa coi dạng mạnh vẫn nhưng bật hai nhóm bà đã chết kìa Chủ ấy nhóm bán sẽ đặt như vậy bà đã chưa chết thôi mà đòn đó và hãy đó là bà từ ôn bà mà múc nắng thì anh bên bà liê ấy mùi xinh chết đấy à
Dạ, cả từ đồng bốn chúng ta tay một mục lần anh. Ồ, và một mục nó là cái bông nè, bông màn cổ rộp. Một bông cổ rộp. Ồ, chẳng bạn đấy ta chỉ trả dò một bông phliêm đồng bóng, đại là bà bông. Dạ. Chỉ trả cái lăng chẳng. Dạ. Và, ấy mấy bạn chỉ trả cái lăng mấy bà chọn xua cái lãnh năng tình mà. Rồi tất cả trong xã bóng tay trong xã ở dưới được rồi và tình tập bóng tôi có dịch sạch và lời dân toàn đánh. Và chẳng bạn đây thả dùl bị rừng hà bóng bòn nâng khả lăng đài đó. Rồi hà bóng dân ta cả tới đưa liên xa phát dưới. Ồ, bà bật bật. Nhây bị rừng sốc hiệp mình mà đòn. Đó là bà tư nâng mưa cả rạ rô bì bà nhà hà sốc cục hiệp chìa bì xế kì sốt đòn nâng ta miền ca bà rùa dàng mách hơi rì dạ bêl bà màn tử đại bà rùa nâng. Nhưng bà rùa hơi dọc thông nâng thì dạ bêl là dìa bây khái lăn ở bệt kê nạp dừng ai tư xin là tây phô chế đâu chứ. Ồ, bà. Ồ, bây khái bà tư bình đất bà xa thiết chứ à? Dạ, thì ta nhóm ở toàn phơi tê nhóm. ລະຫົດອົບຕາຕາອອກເຕີມັນຈັ່ງໃສ່ໂອ້ບາດປາອອກເຕີມັນຕຶບັນດິດບາໃຫ້ຈົນໃດຈ້ອງຊູ່ຖ້າປະຕອບປີປາປາໃຫ້ນັ້ນຕາອາກາຊື່ຈັບດົມກິດໃນນັ້ນສຸດດັນຕາວີລະລຽຍຫຼືກໍວີຢ່າງໝິດຫຼືກໍຊື່ຈັບນັ້ນວ່າບັດຫຼືຢ່າງໝິດຖ້າຕັ້ງຕິຍົມຈັບດາສາມຄືມີການຊື່ຈັບຫຼືກໍບາດໂດຍປັດຈາຊື່ຈັບໃນອົບຖ້າເຕີຄືຖ້າຊູ່ຄືລະຫົດ ta cái cô mà đau tiếc ắt thời ba chắc prơ tới chư chọp nó cũng bắt hay đó nặt tới chỉ mùi pết đâm bay bình đất mơ cô mà đong tiếc nó lên khơi tới á dạ ba đấy cho chúng phụ pết còn nhẹ bao liền mấy đấy còn nhẹ à ba coi tới cho còn vậy nha còn là cái nặt nhầm tới cho to tiếc đâm bay ơi chị cho ba mình tên ha riêng mà rồi chị rồi ra được rồi អឺបាទនៅលើក្រោយទៀតជារឹកអត់អញ្ចឹងឃើញរឹកអត់ទៀតអីដល់ទៅតែខ្ញុំចង់បានទៅទេអូបាទនេះថាទៅពិនិត្យម៉ាសាហើយហ្នឹងវាអត់ឃើញម៉ាសាហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយនៅនៅណាត់ទៅម៉ាសាទៀតដើម្បីឧបករណ៍100%អញ្ចឹងណាចា៎បាទប៉ុន្តែចំពោះការៈនៅក្នុងខ្លួននិយាយពីការៈដែលពីកាលមុនប្រើស្ពីរូលីណាម៉ាកាហើយបន្ទាប់ពីប្រើរយៈពេល3ខែក្រោយមកហ្នឹងតើមានការខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច ថាខុសខ្លែកពីច្រើនទៅថាអាការៈយើងវានឹងខ្លួនខ្លាំងដោផ្លាត់តែប្របាក្នុងខ្លួនបាទកាត់ដោមកត្រួតខ្លួនបាទអូបាទគេលក់ស្រួលហើយអាការៈឈឺចាប់អាគីអីហ្នឹងក៏វាជាអស់ទៅណាចាបាទអូហើយចុះមើលការប្រើហ្នឹងពីពេលណាមកឬថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរ 3 ខែ មុនហ្នឹងឬក៏យូរមកហើយដែរខ្ញុំចាប់ដើមប្រើពីខែចុងខែ3បានន័យថាយើងខែ4ឥឡូវយើងចូលខែ10អូបាទខ្ញុំប្រើរយៈពេលជិត2ខែអូខានប្រើប្រហែល2ខែដែរចាព្រោះអីខ្ញុំការទីមុនខ្ញុំតែទិញ ទិញពុកម៉ែខ្ញុំគាត់ប្រើសតទៅទីក្រោយនេះបានទៅទិញយកខ្លួនឯងអត់ដឹងអូលឺថាទិញនឹងមានជូនពុកម្តាយផងបាទអញ្ចឹងបានតែថាយើងផ្អាកពួកយើងវាធូរហើយណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមប្រើខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំបានទៅទិញប្រើខ្លួនឯងទៅហើយអីចុះនិយាយពីរឿងឪពុកម្តាយចុះមិនបាននឹកឃើញជាវជូនគាត់ដែរ มันได้ยมก็ไปตัวครูนมาได้อ๋อบาดๆอาการบาดได้ที่ก็ไปยกตัวก็ตรานก็ก็ดาวเชิงอ๋อก็ยกตัวเชิงบาดๆให้ในก็ตบบ่อพอบาดๆมันยืนโยธาเจอโดยที่ตัวนี้ดอกตาบอกในที่ทางด้านหรือบาดๆ បាទវាពិតបាទពិតជាជួយអូអញ្ចឹងបានជាវជូនគាត់ទៅណាចាហើយពួកខ្ញុំគាត់លេខធៀមអូខ្ញុំក៏បានទិញកាឡេស៊ីផ្លាស់នេះជូនគាត់ដែរអញ្ចឹងដែរ
ចាខ្ញុំសូមតែទិញប្រឡងមកហើយជាតរាស់ខែមុននេះអូបាទបាទអីចឹងបាទន័យថាឪពុកក៏ប្រើម្ដាយក៏ប្រើណាខ្លួនឯងទៀតបាទយើងត្រូវជួយសាយខ្ញុំបងប្អូនសាយទាំងគ្រប់គ្នាបាទអូប្រកាសជំនាញការជឿជាក់ខ្លាំងមិនចឹងណាចាបាទបាទហើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់ក៏ជឿជាក់ចឹងដែរយ៉ាងម៉េចចាតែខ្ញុំទួគាត់អីទៅគាត់ថាគាត់មានអាការៈស្រែស្រួលខ្លួនស្បាយអូគាត់ក៏ស្រួលខ្លួនដែរចឹងទៅចាគាត់ក៏ស្រួលខ្លួនដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថាសុខភាពគឺប្រសើរយល់មែនទែនណាជានិយាយឲ្យពីបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងណាចាសូមមិនតាន់ទៀតទេចាក្រាន់បាយក្រាន់បាយអញ្ចឹងអឺប្អូននៅតែប្រើទៀតទេថ្មីថ្មីហ្នឹងបានទៅជាវថែមទៀតប្រើថែមទៀតណាចាបាទបាទអត់ខុសអីទេអញ្ជើញចុះប្រើចុះបាទពីព្រោះផលិតផលអាហារបំពន់វាការពារបាទអញ្ចឹងឃើញថាអ្វីៗគឺប្រសើរឡើងច្រើនបើប្រៀបធៀបកាលពីមិនទាន់ប្រើបាទអីជាចុងបាទជាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីសម្ភាសនេះប្អូនស្រីមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងដែរកំពុងតាមដានស្ដាប់បានទេ អញ្ជើញបងចាខ្ញុំចង់ចាំផ្ញើទៅតេតិនរបស់បានតាមដែលមានជំនួយជួយដូចជំនួយខ្ញុំដូចជាម្ដាយពុកខ្ញុំចឹងទៅក្រុមហ៊ុនអេវីទីចាស់តេតិនធំឡើងទេបាទនិយាយថាលែងនិយាយចឹងហើយអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានឹងឃើញដូចពួកនេះខ្ញុំដែរម្ដាយគឺថាមានជំនួយចាជួយបានទៅសុខភាពអាចជួយបានច្រើនបាទ ណាពួករឿងឈឺនឹងកិច្ចមិនផុតទេមុននឹងក្រោយមិនចឹងណាចាបាទគ្រប់រូបទាំងអស់អ្នកណាមានរូបអ្នកនោះឈឺអញ្ចឹងបើសិនជាឈឺហើយជើញមក EBC ណាបើរកកន្លែងណាមិនទាន់ឃើញណាចាបាទហើយអរគុណអរគុណបងអូនស្រីសំផស្សច្រើនណានៅខាងខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ក៏សូមជូនពរបងអូនស្រីក៏ដូចជាអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អបងប្អូនទាំងអស់មកក្រុមគ្រួសារហ្នឹង បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបលាណាចាជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបង